Thưa quý vị, xuân về đào mai khoe sắc thắm, Tết là dịp để chúng ta quây quần bên gia đình, người thân, bạn bè. Và trong không khí ngập tràn sắc xuân của ngày đầu năm mới Giáp Thìn, cảm hứng bất tận sẽ là một điểm hẹn nghệ thuật đáng chờ đợi của mỗi gia đình Việt. Trong nhiều tháng qua, ekip sản xuất của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam đã luôn nỗ lực miệt mài chuẩn bị từng công việc cho dự án Tết thường niên này. Ngay sau đây, VTV kết nối mời quý vị cùng đến trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam để hòa mình vào buổi ghi hình cảm hứng bất tận năm 2024. Chúc mừng năm mới, cảm hứng bất tận. Về bên gia đình được lựa chọn là chủ đề của cảm hứng bất tận năm 2024. Ekip sản xuất đưa khán giả tới hành trình âm nhạc ý nghĩa, rực rỡ sắc xuân, gợi nhắc người xem những giá trị của tình cảm gia đình giữa cuộc sống hiện đại ngày nay. 2023 là một năm tôi nghĩ là rất là khó khăn với đại đa số mọi người. Kinh tế khó khăn kéo theo nhiều thứ rối bời trong cuộc sống. Và về bên gia đình luôn luôn là một thứ gì đó khiến chúng ta trở lại cân bằng, giúp tâm hồn mỗi người trở nên thư thái hơn sau một năm bận rộn và vất vả. Và chúng tôi đã lựa chọn chủ đề về bên gia đình để mang lại những cái điều cân bằng hơn cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là ca khúc chủ đề Cảm hứng bất tận được hòa âm phối khí mới. Phong cách âm nhạc kết hợp cùng màn trình diễn độc đáo của cặp đôi đẹp Đông Nhi, ông Cao Thắng gây ấn tượng với khán giả ngay tiết mục mở đầu chương trình. Và mỗi năm một lần về nhà bên cạnh người ta nhớ. Mỗi năm thì có một cái sự thay đổi khác nhau, cái âm nhạc sẽ được làm mới lại. Có năm thì chúng tôi đã làm R&B, có năm thì làm nhạc rap, có năm thì làm nhạc jazz. Và năm nay thì có một điều đặc biệt, đấy là chúng tôi dựa theo cái chủ đề chương trình là về bên gia đình. Chúng tôi đã đặt hàng Đông Nhi và ông Cao Thắng là một cái gia đình mà một nghệ sĩ rất là hạnh phúc. Tôi nghĩ là khi mà họ cất tiếng hát đầu tiên trong chương trình thì nó sẽ truyền cái cảm hứng hạnh phúc đấy đến cho tất cả khán giả truyền hình. Đông Nhi rất là vui khi mà cùng với lại ông xã của mình là ông Cao Thắng thể hiện ca khúc Cảm hứng bất tận, một trong những cái ca khúc mà có giai điệu rất là vui tươi và mang lại cho mọi người một cái nguồn hứng khởi nhân dịp đầu xuân về, và nó như là được tái tạo lại cái nguồn năng lượng, và với một cái thông điệp vô cùng là dễ thương ngọt ngào là tất cả những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với chúng ta với một nguồn cảm hứng bất tận. Và chồng những nghĩ như thế nào ạ? Khi được biểu diễn ca khúc này trên sân khấu thì cả Thắng cùng với Nhi đều cảm thấy là mình được truyền một cái năng lượng vô cùng là tích cực, rất là vui tươi, để hy vọng là sẽ mang đến một cái tiết mục mà thật là nhiều cảm hứng cho tất cả quý vị khán giả. 11 phần trình diễn của các nghệ sĩ mang tới bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc trong ngày đầu năm mới. Những ca khúc mang nhiều tâm tư như Mẹ ơi, Tết vạn dặm xa, Tết xa, đan xen sắc màu rực rỡ, sôi động của Chúc Tết mọi nhà, Sắc xuân vẫy gọi, Lắng nghe mùa xuân về. Hòa quyện trong bức tranh xuân cảm hứng bất tận 2024. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình xung vầy và cùng có nhau. Quỳnh nghĩ rằng là với cảm xúc của mình khi tham gia cảm hứng bất tận trong ngày mùng 1 Tết của VTV như vậy, thì Quỳnh nghĩ rằng là mình hy vọng ca khúc của mình sẽ mang đến một cái sự ấm áp dành cho quý vị khán giả khi xem, cũng như là xin chúc cho quý vị có thật nhiều nhiều những sức khỏe để mà chúng ta có thể đặt nhiều niềm hy vọng mới cho một cái năm mới đang hiện diện xung quanh chúng ta với những cái cơ hội mới. Có lẽ rằng đây là một ca khúc mà đem lại cho Hải rất là nhiều những cảm xúc, rất là nhiều xúc động. Mẹ ơi, Tết vạn dặm xa của Tăng Nhật Tuệ, Hải đã nhiều lần chảy nước mắt vì đây là một ca khúc nó quá ý nghĩa về một cái dịp cuối năm của một người con nhớ đến người mẹ đã ra đi ở một nơi rất xa. Đây là một câu chuyện rất là ý nghĩa và để lại nhiều cái nỗi niềm. Đan xen phần trình diễn âm nhạc là các phóng sự linh kiện với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ mạch nguồn cảm hứng về bên gia đình sau một năm đầy thử thách, các ekip của Ban Văn nghệ đã tỏa đi khắp vùng miền đất nước để mang tới những câu chuyện ý nghĩa. Mỹ Vân thì đã về với một gia đình lớn, nơi mà ở đó là cộng đồng của những người đồng bào dân tộc Mông. Họ đã cùng nhau sinh sống và đặc biệt là tạo nên một bản du lịch cộng đồng độc đáo và đặc sắc nhất. Có lẽ rằng đến với Xin Suối Hồ thì đây là một điểm rất là đặc biệt, khi mà người dân làm du lịch với tấm lòng giống như là một gia đình lớn mở rộng vòng tay để chào đón những người thân yêu trong gia đình của mình trở về. Danh Tùng
có cơ hội được đến với mùa xuân của Thành phố Hồ Chí Minh và chúc Tết gia đình có hai danh hài liền, đó chính là Thu Trang và Tiến Luật. Và từ cách trò chuyện cũng như là sự chia sẻ đến từ các vị khách mời với cá nhân Danh Tùng thì Danh Tùng thấy là Danh Tùng đã có được một thông điệp rất ý nghĩa đến từ Thu Trang và Tiến Luật, một gia đình rất là hạnh phúc, đó là bên nhau là gia đình là bên nhau. Sẽ còn có nhiều những thông điệp nữa về ý nghĩa gia đình, đặc biệt là sự sum vầy và quây quần trong ngày Tết mà các bạn đồng nghiệp của chúng tôi thực hiện. Như mạch nguồn trong trẻo, như nhịp cầu nối của cảm xúc, chương trình Cảm hứng bất tận là lời chúc năm mới đầy lạc quan, tiếp thêm động lực để khán giả truyền hình cùng khởi động năm mới may mắn, hạnh phúc và thành công. Tôi nghĩ rằng là mỗi chúng ta đều có một cái gia đình nhỏ của riêng mình, và mỗi khi khó khăn, mỗi khi vất vả, mỗi khi thất bại hay thành công thì điều cuối cùng chúng ta vẫn về bên gia đình. Và gia đình chính là nơi chở che, là nơi nương náu, là nơi đùm bọc chúng ta và khiến chúng ta có thêm động lực để phát triển hơn trong những năm tiếp theo. Chúc mừng năm mới và chúc quý vị sẽ luôn có được những cảm giác sum họp quây quần trọn vẹn bên gia đình của mình mỗi dịp Tết đến xuân về. Đông Nhi, ông Cao Thắng, chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc. Và chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón quý vị khán giả đón xem chương trình Cảm hứng bất tận trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.